Chào các em. Hôm nay cô trò mình cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề mới, đó là năng lượng, nằm trong bài 16 cơ năng. Nội dung chính của bài: cơ năng là gì? Các dạng của cơ năng, nó nằm ở phần 1 và phần 2. Còn phần 3, các em vận dụng kiến thức đã học, nhận biết ra các vật xung quanh chúng ta, vật nào có cơ năng và cơ năng của những vật đó thuộc dạng nào. Đây là hình ảnh của nhà máy thủy điện. Còn đây là hình ảnh của nhà máy điện gió. Trong cuộc sống, ta vẫn thường nghe nói đến từ năng lượng. Ví dụ, các nhà máy thủy điện đã sử dụng năng lượng của dòng nước để chuyển thành năng lượng điện. Các nhà máy điện gió đã sử dụng năng lượng của gió để chuyển thành năng lượng điện. Hay con người chúng ta muốn hoạt động được, muốn làm việc được, phải có năng lượng. Có rất nhiều dạng năng lượng khác nhau. Trong bài học này, ta đi tìm hiểu dạng năng lượng đơn giản nhất là cơ năng. Vậy cơ năng là gì? Cơ năng được định nghĩa như sau. Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng. Các em chú ý, chỉ cần vật có khả năng thôi, chứ cần vật phải thực hiện công. Ta đã nói vật có năng lượng là cơ năng rồi. Vật có khả năng thực hiện công càng lớn thì cơ năng của vật càng lớn. Đơn vị của cơ năng cũng là joule, nó giống như đơn vị của công. Cơ năng có hai dạng, thế năng và động năng. Bây giờ cô trò mình đi tìm hiểu dạng thứ nhất của cơ năng là thế năng. 1. Thế năng trọng trường. Các em quan sát hình 16.1. Dụng cụ thí nghiệm gồm có một quả nặng A được nối với vật B bằng một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc cố định. Ta tiến hành thí nghiệm trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, đặt quả nặng A nằm ngay trên mặt đất. Độ cao của quả nặng so với mặt đất HA bằng 0. Trường hợp thứ hai, đưa quả nặng A lên cao hơn mặt đất một độ cao H nào đó, HA khác 0. Câu hỏi đặt ra là, vậy ở vị trí nào quả nặng A có cơ năng? Quả nặng A nằm trên mặt đất có cơ năng không? Muốn biết nó có cơ năng không, ta xét xem nó có khả năng thực hiện công lên vật B không. Muốn có công cơ học, ta phải có đầy đủ hai yếu tố, đó là lực tác dụng và quãng đường dịch chuyển. Vậy, các em xét xem, khi quả nặng A nằm trên mặt đất, nó có tác dụng lực lên vật B, kéo vật B chuyển động và sinh công không? Ta thấy vật B vẫn đứng yên, chứng tỏ quả nặng A không có khả năng thực hiện công lên vật B. Vậy quả nặng A không có cơ năng. Khi quả nặng A ở vị trí cao hơn mặt đất thì quả nặng A có cơ năng hay không? Muốn biết được điều đó, trong thí nghiệm, người ta buông tay giữ quả nặng A ra. Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi. Khi đó, quả nặng A có tác dụng lực lên vật B, kéo vật B chuyển động và sinh công không? Các em quan sát thí nghiệm. Qua thí nghiệm, ta biết được quả nặng A đã chuyển động đi xuống, kéo theo vật B chuyển động theo. Vậy quả nặng A đã thực hiện công. Vậy, khi vật ở vị trí cao hơn mặt đất, vật đều có khả năng thực hiện công. Ta nói vật có năng lượng là cơ năng. Cơ năng này người ta đặt tên là thế năng trọng trường. Rõ ràng, vật nằm trên mặt đất thì thế năng trọng trường của vật bằng 0. Vậy thế năng trọng trường phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các em quan sát hình A và hình B. Nó khác nhau ở yếu tố độ cao. Ở hình B, quả nặng A ở độ cao lớn hơn. Vậy thế năng trọng trường của nó có lớn hơn hay không? Chúng ta phân tích thí nghiệm. Khi quả nặng A ở độ cao lớn hơn, thì nó có khả năng kéo vật B chuyển động với quãng đường dài hơn. Và như vậy, nó có khả năng thực hiện công lên vật B lớn hơn. Ta rút ra kết luận, thế năng trọng trường phụ thuộc vào độ cao của vật. Cụ thể, vật ở vị trí càng cao thì thế năng trọng trường của vật càng lớn. Thế năng trọng trường còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa? Nó có phụ thuộc vào khối lượng của vật hay không? Các em quan sát hình A và hình B, nhận thấy ngay vật A và vật A' ở cùng một độ cao như nhau.
nhưng vật A phẩy có khối lượng lớn hơn. Vậy vật A phẩy có thế năng trọng trường lớn hơn hay không? Chúng ta đi phân tích thí nghiệm sau. Vật A phẩy có khối lượng lớn hơn có nghĩa là trọng lực tác dụng lên vật A phẩy lớn hơn. Nên vật A phẩy tác dụng lực kéo lên vật B sẽ lớn hơn. Vậy vật A phẩy có khả năng thực hiện công lên vật B lớn hơn. Ta rút ra kết luận nữa. Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng của vật. Cụ thể, vật có khối lượng càng lớn thì thế năng trọng trường của vật càng lớn. Sang phần ghi bài của thế năng trọng trường, cô chỉ đọc cho chúng ta hiểu thêm. Còn phần ghi bài, em vào trang website của trường, em lấy bài về và check vô tập. Định nghĩa thế năng trọng trường như sau. Cơ năng của vật có được khi vật ở một độ cao so với mặt đất hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao gọi là thế năng trọng trường. Cô giải thích cái cụm từ ở trong ngoặc. So với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao nghĩa là như thế nào? Ví dụ, cây thước được đặt trên mặt bàn. Nếu chọn mặt đất làm vật mốc để tính độ cao thì cây thước có thế năng trọng trường. Nhưng nếu chọn mặt bàn làm vật mốc để tính độ cao thì cây thước không có thế năng trọng trường. Ở trong bài tập, nếu người ta không nói đến vật mốc nào thì ta coi như vật mốc là mặt đất. Vì vậy, rất dễ dàng lấy ví dụ về những vật có thế năng trọng trường. Tất cả những vật ở vị trí cao hơn mặt đất, ví dụ như trái dừa, trái bưởi, trái mít ở trên cây là vật có thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường của vật phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là khối lượng của vật và độ cao h của vật. Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của vật càng lớn. Khi vật nằm trên mặt đất, h bằng 0 thì thế năng trọng trường của vật bằng 0. Tiếp theo, cô giới thiệu cho các em biết thêm một loại thế năng nữa, đó là thế năng đàn hồi. Dụng cụ thí nghiệm gồm có một lò xo lá tròn. Các em đã sử dụng cái dụng cụ thí nghiệm này ở lớp 6 rồi. Dùng sợi dây nén lò xo lại, có nghĩa là ta làm cho lò xo bị biến dạng đi. Phía trên đặt một vật nhỏ B. Vậy khi lò xo bị biến dạng, nó có cơ năng không? Ta tiến hành thí nghiệm như sau. Dùng lửa đốt sợi dây đang nén lò xo lại. Quan sát thí nghiệm và trả lời câu hỏi. Lò xo có tác dụng lực lên vật B, đẩy vật B chuyển động và thực hiện công không? Các em quan sát thí nghiệm. Chúng ta thấy khi sợi dây bị đứt ra thì lò xo đã thực hiện công lên vật B. Vậy trước khi bị đứt có nghĩa là khi lò xo đang bị biến dạng, nó có khả năng thực hiện công lên vật khác. Ta nói lò xo khi biến dạng có cơ năng, và cơ năng này người ta đặt tên là thế năng đàn hồi. Sang phần ghi bài, người ta định nghĩa thế năng đàn hồi như sau. Cơ năng của vật có được khi vật bị biến dạng đàn hồi gọi là thế năng đàn hồi. Lấy ví dụ vật có thế năng đàn hồi là dây cao su đang bị kéo giãn, lò xo đang bị nén lại hoặc đang giãn ra. Nếu các em lấy ví dụ vật có thế năng đàn hồi, các em chỉ ghi dây cao su hoặc lò xo là các em không có điểm. Bởi vì những cái vật đó chỉ có năng lượng là thế năng đàn hồi khi nó đang bị biến dạng thôi. Độ biến dạng của vật càng lớn thì thế năng đàn hồi của vật càng lớn. Các em quan sát hai trường hợp, lò xo đều bị biến dạng, nhưng trường hợp thứ hai lò xo bị biến dạng nhiều hơn thì nó có khả năng thực hiện công lên vật B lớn hơn. Điều đó cũng chứng minh trong thực tế, nếu ta sử dụng cây cung để bắn đi mũi tên, ta càng kéo căng cây cung thì mũi tên bắn ra càng xa. Cô trò mình tiếp tục đi tìm hiểu dạng cơ năng thứ hai là động năng. Vậy khi nào một vật có động năng?
Ta tiến hành thí nghiệm như hình 16.3 sách giáo khoa trang 56. Thả quả cầu thép A cho nó lăn trên máng nghiêng đến va chạm vào miếng gỗ B. Vậy khi đang chuyển động, quả cầu A có cơ năng không? Nó có khả năng thực hiện công lên vật khác không? Chúng ta quan sát thí nghiệm. Kem trả lời câu hỏi. Khi chuyển động, quả cầu A có tác dụng lực lên vật B, đẩy vật B chuyển động và sinh công không? Rất dễ dàng, Kem trả lời câu hỏi đó. Quả cầu A đã tác dụng lực lên vật B, đẩy vật B chuyển động một quãng đường S1, tức là đã thực hiện công lên vật B. Qua đó, Kem thấy ngay, khi một vật đang chuyển động, vật đều có khả năng thực hiện công lên vật khác. Ta nói vật chuyển động có năng lượng là cơ năng, và cơ năng này gọi là động năng. Chúng ta cùng tìm hiểu xem động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào, liệu nó có phụ thuộc vào vận tốc của vật hay không. Người ta làm thí nghiệm như sau. Thả quả cầu A ở hai vị trí khác nhau, vị trí số 1 và vị trí số 2. Vị trí số 2 cao hơn vị trí số 1 nhằm mục đích để cho quả cầu A có vận tốc lớn hơn. Vậy khi quả cầu A được thả ở vị trí số 2, nó có vận tốc lớn hơn, thì khả năng thực hiện công lên vật B của nó có lớn hơn hay không? Chúng ta quan sát thí nghiệm sau. Chúng ta thấy rõ ràng ở trường hợp 2, với cái vận tốc lớn hơn thì quả cầu A đã đẩy vật B chuyển động đi quãng đường S2 lớn hơn S1. Như vậy rõ ràng, vận tốc lớn hơn thì động năng của cầu A lớn hơn. Vậy động năng phụ thuộc vào yếu tố thứ nhất là vận tốc của vật. Động năng của vật còn phụ thuộc vào yếu tố nào nữa? Liệu nó có phụ thuộc vào khối lượng của vật hay không? Ta tiến hành thí nghiệm với hai quả cầu A và A' có khối lượng khác nhau, đều được thả ở vị trí số 2, có nghĩa là vận tốc của chúng như nhau. Nhưng quả cầu A' có khối lượng lớn hơn. Vậy động năng của quả cầu A' có lớn hơn hay không? Ta quan sát thí nghiệm sau. Các em đã thấy quả cầu A' có khối lượng lớn hơn, thì nó đẩy vật B chuyển động được quãng đường S2' lớn hơn S2 do quả cầu A thực hiện. Vậy rõ ràng, vật có khối lượng lớn hơn thì khả năng thực hiện công lớn hơn, vậy nó có động năng lớn hơn. Vậy động năng phụ thuộc vào yếu tố thứ hai nữa là khối lượng của vật. Các em sang phần ghi bài. Động năng được định nghĩa như sau. Cơ năng của vật có được do chuyển động mà có gọi là động năng. Lấy ví dụ về vật có động năng như là xe máy, ô tô, tàu hỏa, vân vân, những vật đang chuyển động. Động năng của vật phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc của vật. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng của vật càng lớn. Thực tế đã chứng minh những cái xe ô tô tải hoặc xe container nó có khối lượng rất lớn mà nó chuyển động lại nhanh nữa, thì cái tai nạn nó gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Khi một vật nằm yên, vận tốc của vật bằng 0 thì động năng của vật cũng bằng 0. Thường ta chọn trái đất làm vật mốc cho trạng thái đứng yên và chuyển động. Như vậy một vật có thể vừa có cả thế năng vừa có cả động năng. Vậy giá trị cơ năng của nó bằng tổng thế năng và động năng. Ta đã học xong phần lý thuyết của bài cơ năng. Sang phần vận dụng. Câu hỏi 1. Nêu ví dụ vật có cả thế năng và động năng. Ý thứ 2. Nêu ví dụ vật chỉ có thế năng mà không có động năng. Ý thứ 3. Nêu ví dụ vật chỉ có động năng mà không có thế năng. Phần này dễ cho nên chúng ta trả lời rất là đơn giản. Vật có cả thế năng và động năng, ví dụ như máy bay đang bay. Vật chỉ có thế năng mà không có động năng, ví dụ như trái dừa ở trên cây.
Vật chỉ có động năng mà không có thế năng, như là xe đang chạy trên mặt đường nằm ngang. Sang câu 2. Cơ năng của từng vật ở hình vẽ sau đây thuộc dạng cơ năng nào? Hình A, chiếc cung đã được dương. Hình B, nước chảy từ trên cao xuống. Hình C, nước bị ngăn trên đập cao. Chiếc cung đã được dương thì vật ở đây đang bị biến dạng, cho nên nó có năng lượng, đó là thế năng đàn hồi. Dòng nước đang chảy từ trên cao xuống, nó vừa ở trên cao và nó lại đang chuyển động nữa, vậy nó vừa có thế năng trọng trường, vừa có cả động năng. Nước bị ngăn trên đập cao ở nhà máy thủy điện là nó dự trữ một năng lượng dưới dạng thế năng trọng trường. Câu 3 hơi khó hơn một chút. Viên bi đang lăn trên mặt bàn, một bạn học sinh nói so với mặt bàn, viên bi không có cơ năng, đúng hay sai? Tại sao? Chúng ta đi phân tích. So với mặt bàn, viên bi không có thế năng, do ta chọn mặt bàn làm vật mốc. Nhưng viên bi lại đang lăn, có nghĩa là viên bi đang chuyển động, thì viên bi có động năng. Mà cơ năng thì có hai dạng, thế năng và động năng. Vậy viên bi sẽ có cơ năng. Cô trả lời, bạn đó nói sai. Vì so với mặt bàn, viên bi không có thế năng, nhưng viên bi có động năng, do viên bi đang chuyển động, vậy viên bi có cơ năng. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các em về nhà đọc trước cho cô bài 17, sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, và trả lời câu hỏi, thế năng và động năng có thể chuyển hóa như thế nào? Và làm các bài tập ở file bài tập cô đã gửi cho các em. Chào các em.